Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây chưa? Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ led nhá. Đồng hồ led thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này. Cái chân của nó về nhà các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập vào đây cho em. Đây, chân sập vào đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để đề co trang trí này, đề co trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led nhá, đồng hồ led. Đồng hồ led mới này, đồng hồ led mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ led mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Đây là cái mẫu đồng hồ led cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bác. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ led cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy, thì mẫu lên cho em là đồng hồ led cũ nhá. Đồng hồ led cũ, giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu led mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ led mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết, thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? Xanh XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu.
màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài nha. Đây, bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone. Hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bạn, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bạn này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bạn nhá. Đây, California các bạn này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho em là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh.
cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy, con cối khổng lồ đây. Đấy, một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy, một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhé, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con là điều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bạn. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác theo. Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây. Các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 cm, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000. Con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy. Hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire.
lộ rõ cơ cho các bác luôn đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này, đấy đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên, dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhé. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy, hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship đấy. Còn đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá, 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ ổ ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm mà nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5k một chiếc nhá, 5k trong một cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá, 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh. Và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ gỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là gỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ gỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây. Cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy.
lên cho em là chồi cọ dỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi, bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá, và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá, 100k, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy, chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các bác nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ kim tiếp cho các bác luôn. Lên mã treo là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây, thế là các bác hàn thôi, rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi, 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây, made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh.
giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cái màu hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá. 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc, giá sẽ là 95k nhá, 95k cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn, siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm, các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy, thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000k này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá. Combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn.
Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là dọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây và là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động ví dụ như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Đây. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng thì 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này. Sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhé. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhé. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián. Nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị. Giá thì chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá. Hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok.
Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này, vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý này các bác này. Đấy. Đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ, thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy, em gửi cho các bác đây. Rất là ngon lành các bác này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di, giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá, giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá, mũ da bò. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đây. Đấy, nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá, một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy, một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy, thì nó sẽ có hai màu, có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k thôi nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám, màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó, con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn, ôm form đẹp và giá thì lại, đấy em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Đây, đấy ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây, cái này màu xám này, các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy, kích thước của nó thì rất là xinh. Đây, khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy, ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội rất là đẹp luôn, vân xinh các bác này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là một, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá, mũ da bò, giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này, có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá, mũ da bò, giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt tét thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp, và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k thì mình em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này, giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này. Cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000.
hàng thì khỏi phải bàn đi. Đây các bạn, đấy, cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cào mà nó chỉ ra như này thôi, chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Nên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò này giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó, giá thì sẽ là 70.000. Đấy, 70.000. Đấy, cả là cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây, về nhà các bác đeo vào như này cho em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các bác nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Để cầm cho anh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bạn này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này, giá của nó sẽ là 70k cho một con hạc đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À, máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng, kiến gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35k cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. 35.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho em các loại thịt xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, giá thì chỉ có 35.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn. Có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6, 4, 24 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn. Một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi. Chống viêm nếu lại đau lại chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải giá sẽ là 25k. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy, thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy, rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy. Lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt cả tẩy cả xả luôn. Cả giặt cả tẩy cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh.
và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy, một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây. Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bác. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy, lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bác. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này. Nó vào khoảng là 40 thôi nhá, vào khoảng là 40 viên như này. Tức là các bác dùng được 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá, 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng để mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong. Không cần phải dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chục chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chục chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này. Còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy, thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100, đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá, giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin. Và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá, bán là không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này, còn cái phím màu xanh này là phím của trang này, thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá, rất nhiều chủ đề khác nhau. Và có cho các bác là cả tiếng Việt, cả tiếng Anh luôn. Đấy. Con nha. Ông, bác cha. Đấy, tiếng Anh. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt, cha. Đấy. Bác sĩ. Có cả âm nhạc này. Câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rời biếng và cầu thả. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn là sách nói này, 100k này. Giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán rồi côn trùng cho em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá. Siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy.
Em sẽ bán là combo là 20.000 ba lọ, em không bán lẻ nữa, còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo một combo là 20.000 cho ba lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ ba lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5 7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này, dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fukku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fukku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt vào này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k là con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fukku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đấy. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304 sáng bóng đẹp các bạn này. Đó, thấy chưa, dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn, công tác ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi, ấm siêu tốc Fukku của Hàn Quốc nhá. Đó, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này, siêu tốc Hàn, ấm siêu tốc này, siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600ml nhá. Đấy, 600ml, hàng của Mỹ này, American này. American, hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một em ly giữ nhiệt như này, 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó.
Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k cho một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này, và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, và chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này. 30k nhá. Lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này. Nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết như này. Tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi, sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 à? 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, có gọt bút trì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là, mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá. 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, con lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này. 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 con như này. 180.000 các bác nhá. Đấy, và các bác lấy combo. Lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo 3 con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá. Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này, sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận cho em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp điền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh được chúng tôi nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá. Socani, hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây
Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia, các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá, công suất của nó sẽ là 400W và 1500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này. 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba. Đây, một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, Âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này. Dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh, cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy, rất tiện các bác thấy không? Đó, xay thì rất là tít luôn. Đó, các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này, xong sập vào lẫy này, bật này, đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nha. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nha và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5, 6 loại bếp như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá. Ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này. 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành.
60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này. Một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là ba chiếc như này nhá. Cũng là ba chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Con này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3 4 cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy. Thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai ắc quy này. Các bác muốn mở bóng này, đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình. Đó. Và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá, lên mã giúp cho em đó là công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả?
cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30 nghìn cho một đôi như này, 30 nghìn cho một đôi như này. Thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ, đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân, thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em, lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào, thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem, giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá, đấy về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này, các bác bắt vít con mới này vào cho em, đấy bắt vít vào như này, và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra, đấy nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra, đó các bác thấy không? Đấy và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bác, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bác này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá.
đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp, bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ đấy bằng thép và hai là kẹp gem điện tử. Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin ra cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này, điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 cm nhá. Đây, 15 cm này các bác này. Đó, 15 cm. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy, nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên xem là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên xem là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mình
xịt hơi thôi, bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá, lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen, nên cho em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn, hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là 3 cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là 3 cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500ml các bác nhá, 500ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào như này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá. Mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó đây các bác. Gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này.
Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kỹ 5C, hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này đây anh em, gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Con này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Đấy, em dùng tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa. Đó, ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn, chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À, 15.000 cho một cái dây phơi như này thôi nhá. 15k cho một cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào, nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000, nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trăng lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non, và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy, thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô, hoặc là trên các cái đồ ghế ghiếc các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy.
đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy, ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này, dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450 lít gần nửa lít luôn, 80k có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn, và đầu thì đánh nhám chống dính chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy. Đây. Có quai đeo như này nhá. Có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Lên trên là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên trên là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi ok.
đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá, kìm xanh. Thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó. 20k thôi nhá, 20k. Đấy các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn con này. Đấy, cắt linh kiện cho em. Rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là kìm xanh. Giá sẽ là 20k cho mấy cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho mấy cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi được các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi, giá sẽ là 50k đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá. Rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá. 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 cm, 25 cm các bạn. Đấy, đây, 25 cm. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này.
Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy đi gặt này, dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong này. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25cm và dây dài 30cm. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá. Một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy. Một chuyên này và có cho các bác là một cái hũ đựng chè nắp bằng vải này, rất là tiện ích luôn. Một hũ đựng chè này và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè, đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này, đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k nhá, 140k cho cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn và hàng của Đức đây, made in Germany vào đây. Đó. Siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó. Test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này, đấy cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy. Dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đấy. 120.000 cho con dao thái lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó. Thái lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy. Con này các bác dùng để thái rau này rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn. Đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là dao thái lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao thái lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn con này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là rọi luôn đây con này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là rọi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là rọi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, rọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn,
còi hú này. Đấy. Có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy. Một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này. Cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này. Để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá. Hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, Made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, Made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100... Cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá, bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone. Tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây. Giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhá, được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Con đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái tip thuốc trĩ như này. 30.000 cho một tip thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn. Nó cũng là thuộc dạng tip kembo như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, hai chục tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000.
Đấy, chuyên trị hắc lào, long biên, nấm ngứa, vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em các cái bệnh ngoài da nhé. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long biên như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này, đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên thì em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây, nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân, rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau, đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bác, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy, hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy, các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu, sao lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng hoàng nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy, thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó, lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân, xịt hôi chân này, xịt hôi chân, giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó, thì giày
giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan con này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Bên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bạn. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật thế này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký bác nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy, thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy.
Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bạn. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây qua đây. Đây. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên thôi các bác nhé. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này. Đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá. 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhé. Tiếp theo thì nay lên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nữa thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy. 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn.
lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá, hàng nội địa của Nhật này, Japan quá này. Đấy, dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn, bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá, thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhá, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn, thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5-6 chức năng như này, và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.